Long mới chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Minh nha. Ngày hôm nay ông xã mình đóng ra ngoài sân, ông trồng cây cho nên đi ra quay cái công đoạn ông trồng cây để mình quay cho các bạn xem nha. Cái này đi đâu mất tiêu nữa rồi. Đây là các bạn. Vậy cái cây này là cây mướp. Cây mướp. Để bắt đầu mình cho nó leo lên đây. Đó, cho nó leo lên đây và nó leo lên cái hàng rào này đây. Đó, mình sẽ tận dụng cái hàng rào này làm cái giàn mướp luôn. Mọi người thấy không? Sau cái bụi bông là có một cái người ở đây nè. Đây nè. Đó. Đó. Trồng bầu hả? Bầu trồng cái này hả? Bí. Bí hả? Đó các bạn, đang trồng cái bí. Tại nhà của người ta cho nên mình chỉ trồng chơi chơi thôi chứ mình không có dám làm theo ý của mình. Có chỗ nào thì gắm xuống chỗ đó. Anh trồng xa xa nghe chút, trồng gần quá vậy? Thích nhỉ, ăn đọt mà anh đâu có ăn trái đâu. Ăn đọt anh cũng phải vô cho nó bò xa xa anh chút chứ. Nhiều lắm. Quá trời nhiều nữa các bạn. Mình gieo hạt bí các bạn. Mình ăn cái mình chừa lên á. Hạt bí này của em chừa đúng không anh? Ừ. Hay là anh mua? Ừ. Đúng không? Hạt bí này mình chừa lên đó các bạn. Bí trái to to vậy nè các bạn. Bự lắm, trái 4-5kg luôn á. Nhưng mà mình thích ăn đọt bí cho nên mình trồng. Gì? Anh trồng xa ra đi cho nó bò nó mới có đọt nhiều. Để nó. Rồi em muốn trồng đi. Đi vô. Sao? Còn xa chuyện của anh. Rồi chỗ này có chỗ bò không? Chỗ bò vòng vòng trong đây thôi. Mà mình cho mình để cái cây lên đây cái mình bắt cho nó qua đó cái nó bò lên cây được hả? Nhưng mà nhà nó còn cây đó hả anh ha? Nhà của người ta không có làm được cái gì đâu. Vàng ta còn tháo ra thấy không? Hả? Là trước cũng có vàng ta còn tháo ra làm trồng cái gì mà trồng. Bữa chị Lân chị nói là chị chờ mình có cây là đi xin cây về làm vàng mà. Hả? Chị nói đó. Chị nói chị chỉ anh là làm vàng ngay chỗ cũ gì đó. Đó, chị nói để chờ mình có cây cái chị. Không thích. Chị chỉ cho làm lại chỗ cũ. Cho nó bò ra ngoài này luôn nè. Cho nó bò ra ngoài này luôn. Thấy gì nó bò nhiều lắm, cái lá nó bự lắm, nó bò ra ngoài này nè. Mình ăn mình chừa, người ta cho mình có một gốc tư của cái bí đó mà mình lụm hộp lại quá trời nó bạn, mà mình gieo lên nó cũng rất là tốt. Nó lên tốt quá trời. Mùa đông qua cái nổi lên lại. Nên lấy ra giúp cá này chỉ trồng một lần thôi rồi ăn hoài luôn. Không có sợ nó chết. Ra giúp cá với hành lá. Trồng mùa này cái mùa sau nó lên. Các bạn ơi, cái này là khoai lang tây nè, ông nói mình mới biết là mấy bữa mà mình ăn mấy cái củ khoai lang á, cái mình cho nó lên mầm á, cái ông cho xuống dưới đất nè, ông trồng dưới đây nè. Ừ, đây nè. Mấy lá khoai lang tây nè các bạn. Nhưng mà anh trồng chỗ này nó cứng quá à, nó có củ nổi không? Hả? Thường khoai lang tây là người ta lên luống nó mới có củ. Nữa nữa. Ờ, cũng còn non nó ra thành ít non.
Các bạn ha, cái khung cảnh ở đây đó, buổi trưa mát mẻ, bữa nay trời ấm, trời có nắng và ấm. Đây nè các bạn, mình cho các bạn xem nè, khoai tây nè. Nè, khoai tây trồng trong thùng. Đó, thấy không? Cái thùng nè. Đó, trồng trong cái thùng luôn. À, nè. Mọi người xem mấy cái hành lá của em bên đây nó lên cao quá trơn rồi nè. Đó, mà bên đây cái cây húng lũi nó cũng mọc rồi nè. Nè, mấy cái thân húng lũi hôm bữa em gieo họ theo kiểu là em găm nó xuống rồi nè, bữa nay nó cũng lên nè mọi người. Là cái mùa này là nếu như mình ăn bánh xèo hay mình ăn rau, bữa nào mà ăn rau sống rồi đó là khỏi cần phải mua luôn mọi người. Thấy vậy chứ nó nhảy nhanh lắm các bạn. Quay. Bà biết không, ở bên đây ai cũng khoái nắng hết trơn, nắng người ta chạy ra người ta phơi nắng, còn mình sợ nắng, nắng nó cháy da, đa rát khó chịu. Ở bên Việt Nam mình cũng trốn nhà không? Sợ nắng, còn bên đây ai mà nghe sợ nắng người ta cười. Bên đây anh tính trồng gì bên chừa là gì? Sống được, ớt luôn được. Anh cái chỗ đó anh trồng hai nhánh ba nhánh là nó bò nhóc chỗ đó rồi đó. Hả? Nó trồng nhiều vậy đó. Ăn được nhiều nó nhiều. Ông trồng nhiều với nó bò nhóc luôn á chứ. Đó. Bò nhiều đẹp. Bò nó lấn mấy thằng này mình bỏ trồng mấy thằng này được. Lấn cho nó lấn. Rồi gãy xe. Đâu có gãy đâu. Xúc cục đất ra thôi. Nước nó ngủ như này, ngủ nó mạnh, mới đào nó lấy thì có cho bạn. Nhận nhận như nó cứ cứng. Cái đó nó sọt. Còn phân kìa, đổi vô luôn. Giờ nó còn như phân vừa vô cũng được đi. Anh hết chuyện anh chồng em buổi trưa, anh chịu nổi không á? Chồng nó tốt. Anh chồng nó canh ngay sáng sớm hoặc là chiều tối không chơi, canh 12 giờ trưa nắng thấy mẹ luôn, ra nó tầm nhỏ. Vậy mình đứng mình còn gác ra các bạn, xong rồi đó, xong rồi đó. Các bạn biết mấy này là gì không? Cái này là dưa leo, dưa leo với đậu nè, đậu dưa leo. Mình sẽ cho nó vô trong cái chậu như vậy mình trồng. Còn cái này là mướp, mướp mình cũng trồng trong chậu luôn các bạn, trồng giống cái chậu gì đó, anh leo lên cái vàng nha, chứ không có dám làm ở ngoài, tại vì ở ngoài đất của người ta mình làm nhiều khi hư cỏ người ta la. Các bạn thấy bụi hành của mình không? Mấy hôm nay là mình ăn cái bụi hành này nè, cứ cắt lá vậy nè là nó sẽ ra lá khác.
đó. Rồi cái chị Loan á, chị của mình á, bà thấy mùa hè rồi bắt đầu bà mua hành nhiều quá trời luôn, mà ăn đưa cho mình trồng gốc để năm sau mình khỏi có đi mua hành ăn nữa. Cái này là cái gì? Mướp Mỹ. Cái này mướp Mỹ. Mướp Tây. Còn cái kia là mướp hôm bữa là mướp Hương. Cái nãy mình quay cho các bạn xem là mướp Hương. Còn này mướp Mỹ nó dài dài, nó màu đậm đậm ha anh. Có hai loại, màu đậm màu lợt, nó này màu đậm. Đó, mình trồng vô cái chậu nhỏ vậy đó các bạn, xài một mùa xong rồi bắt đầu cái dục bỏ, bứng cọng dây dục bỏ nó lên được nhiêu lên. Nhiều quá vậy. Ủa mùa này mình có trồng đi leo không? Có dưa leo mà đẳng á. Cái dưa leo trái dài hả? Hay dưa leo nghiêm tí? Hai loại, loại bự như loại gì? Ở giữa này trồng cây ớt. Sống nổi không đó? Nổi.